Bài thơ Bà lấy tư cách gì? Tác giả Dòng sông Lam, dựa trên bài báo liên quan viết trên trang Việt Báo ngày 27 tháng 8 năm 2021. Kính chúc quý vị và các bạn sức khỏe, hạnh phúc và an lành. Trang Khàn đã sướng cái tên, chị cuồng cuộng nổ lấy quyền gì kêu, lai chim chị khịa sao kê, từ thiện lũ lụt đồng bào miền Trung, chân dài khẳng định nếu ai làm sai pháp luật sờ ngay đến mình, đăng đàn chị nói linh tinh, cho ai đồng cắt nào đòi sao kê, tư cách gì để chị khè, yêu cầu người khác trình bày nọ kia, tên tuổi bị réo đẹp trời. Trang Khàn lên mạng đáp ngay xanh dờn, từ thiện xuất phát cái tâm, thay vì lên mạng tào lao làm gì, nói nhiều thì hãy làm đi, cứu dân cứu nạn COVID chị làm, suốt từ 5 tháng chị ngồi, lôi người này nọ lên đài chị bêu, chẳng ai đáp lại tưởng ngon, ngày đêm chị cứ lai chim tố người, thường dân hay đám nghệ gừng, muốn kêu từ thiện kệ đời người ta, ăn chặn không đến lượt bà, đến nay chỉ nói bỏ ra đồng nào, bà thay công lý hay sao, tư cách nào nói nhân danh cái gì, bà hay bà giỏi kệ bà, đừng nhắc người khác phiền hà người nghe, góp tiền tài khoản người ta, rồi tố ăn chặn yêu cầu sao kê, bà đã góp tiền vào đâu, cứ yêu cầu họ trình bày trước đi, người ta không thể giải trình thì bà mới nói ngọn ngành được không. Trang Khàn giọng nói đàn ông, nhăn mặt tức giận biết ngay chuyện gì, tiếp tục em lại trình bày dĩ dãng giờ giấy nói ngay chính bà. Lăng loàn là thứ ngoại tình, tư tưởng đã xấu đằng này công khai, tơ tưởng đàn ông bảnh dai, dĩ dãng đâu đẹp bà đòi bới lên, móc mỉa lời tiếp Trang Khàn, đừng có mà sủa để người ta quên. Dĩ dãng dơ giấy của mình, bà im cái miệng đứa con được nhờ, bố nó còn sống sờ sờ, tuần lộc xấu mặt người còn đó chăng, tôi có chửi bậy tục tàn, cũng chưa một lượt cắm sừng lang quân, bà dù có đẹp như hoa, cũng đừng có chửi người ta bẽ bàng. Trang Khàn kết thúc phán rằng, con già cuồng cuộng đừng gào tên tôi, ăn chặn từ thiện là tôi, 5.000 củ tỷ vừa lòng bà chưa, bà đủ bản lĩnh đi thưa. Trang Khàn ăn chặn 5.000 củ toi, nếu ai đó đã làm sai, pháp luật xử lý, miệng bà câm ngay. Mong mọi người nhấn nút đăng ký ủng hộ, động viên kênh. Trân trọng cảm ơn.